Hello cả nhà, đây là một con dện nha cả nhà. Hồi nãy mình quay cái video clip đó là bé dện khác nha cả nhà. Bé này ông này ông mới chở ngang nữa nè. Đó, thì mong cả nhà mình cứu bé với hai bé dện. Bé lúc nãy ông xã mình quay là chỗ khác nha, mà sao tự nhiên hai đứa nó giống hệt nhau vậy trời. Dện ơi dện, nè đang chở về quán cày á cả nhà. Xin cả nhà giúp cho bé ha. Bé này có 1,2 triệu thôi cả nhà. Ngày hôm qua em cứu ngoài Nguyên Nguyễn, thật sự là hiện tại là bây giờ em không có tiền cả nhà, có là em tự xử rồi, em không có làm phiền tới cả nhà đâu. Đó, để chở nó về quán thịt cày tội nó lắm. Đây nè, cái ánh mắt của nó kìa, thật sự luôn á, bây giờ em không còn luôn á, khổ đó. Thì qua ông đang xin cả nhà luôn á, cứu nó đi. Dện ơi, dện. Đừng sợ nha con, đừng sợ. Cái mặt, cái ánh mắt nó kỳ quá. Đừng sợ ha, không có, mẹ không có làm hại con đâu ha. Đừng sợ nha. Là hai con cả nhà. Rất là đẹp luôn, nhưng mà con kia hình, con này nó ốm, con kia nó mập hơn, con kia hình như có sấy lưng á cả nhà. Đó, thì qua Hồng Đen khẩn xin cả nhà mình nó giúp cho bé đi. Tại vì nếu mà qua Hồng Đen, nói chung là cứu là qua Hồng Đen cũng máu lắm. Có là qua Hồng Đen bữa à, không có đợi mà năn nỉ cả nhà đâu. Đó, xin cả nhà mở lòng từ bi giúp cho nó đi. Chứ nhiều khi qua Hồng Đen sợ là xin không kịp á, rồi người ta mần nó tội nghiệp nó cả nhà.